với em. Chị làm gì mà chị ủi hoài vậy? Thì chị phải ủi đồ cho hai đứa em lên sân khấu hát tối nay cho nó đẹp. Trời ơi, mà chị ủi kỹ quá. Nãy giờ có một cái quần mà ủi hoài luôn á. Cái tính chị là vậy đó. Chị ủi đồ chị ủi phải kỹ, phải thẳng thước chị mới chịu. Rồi có khi nào cháy không? Không bao giờ cháy đồ. Nè cháy nè chị. Trời ơi, tụi em cứ làm chị phân tâm hoài. Thôi mấy đứa cứ làm trang điểm đi để chị ủi đồ. Ê con kia, sao không chị ủi đồ cho tôi trước vậy? Tới giờ diễn rồi nè. Dạ, em đâu biết đâu chị. Ai đi đồ trước thì em ủi trước. Còn trả treo nữa hả? Biết tao là ai không? Tao là đào chánh của cái đoàn này. Cái đoàn này còn tồn tại là nhờ tao nghe chưa? Nghĩ sao so với mấy con quỷ này? Thì bảo mũi mũi cho, với bà mới vô bà có biết đâu. Chứ làm dặn chị rồi, năm nay mình nhiêu? Mình 19, mình sắp bước sang 20 rồi. Là lớn tuổi rồi, bây giờ mình như vậy mình giận gì ra mặt mình xấu già, cười lên. Thôi bớt bớt đi. Hai tụi bay nữa, hai cái miệng quá trời à. Thanh xà bạch xà, cái miệng toàn là đi trước không à. Bớt Hường đi mấy bà. Hường, Hường là gì chị? Hường là xạo đó con quỷ. Nói mình xạo kìa. Xạo thiệt mà. Chị không có đâu. Biết sao không? Tụi em là thanh xà bạch xà thì chị cũng như hứa tiên thôi. Sao 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 con kia? Giống ai? Giống ai mày? Ờ ổng lộn. Bà thấy chưa? Bà thấy chưa bà trưởng đoàn? Tụi nó leo đầu tụi nó ngồi là bà chịu chưa? Bà muốn tụi hát không? Hai con này hang. Định phá gánh của tao không mày? Tao mà bước qua ha. Chết cha tụi bay ha. Không có chị, không có đâu. Bà bảo chị ơi không có. Tụi em thần tượng chị, tụi em yêu quý chị, tụi em biết làm sao nữa. Chị biết không, cái đầu là để thờ cha thờ mẹ, đúng không? Bây giờ em có thể, em chấp nhận em hất cha mẹ em xuống, em để chị lên đội đầu đó chị. Em thần tượng chị em. Coi như là bây giờ tụi em lập sẵn cái bàn thờ rồi, chờ chị lên chỉnh ngồi thôi đó. Những cái kia, thì trụ tao chết hả? Mất dạy. Gần tới giờ diễn rồi đừng nói nhiều. Con kia, ủi đồ đi. Ủi cho kỹ nha. Rách một lỗ nào người ta đuổi ra khỏi đoàn đó. Ủi đồ mà để chân mày cho đậm hả? Trời, nói gì mà khó dữ trời. Chị, chân mày chị đậm hơn á. Sao? Trời ơi, tội nghiệp chưa? Ủa? Đã treo chi cho con em nó phà vô mặt, quê. Con kia, mày nói gì? Dạ không có. Mày thấy chưa? Bây giờ leo đầu tụi nó ngồi kìa. Trời ơi, bây giờ hai con này định phá gánh của tao phải không mày? Không có. Mà cũng không ai như mày chứ. Lớn già đầu trả lời nói chi? Biến mất giải nói hoài. Ủa? Là già bà Bình đó luôn hả? Không có. Ý gì nói rằng là thôi nha, thôi nha, hai con này nha. Riết kìa. Trời ơi, chứ xin lỗi mà giỡn vui mà. Ê, bây giờ mấy giờ rồi? Gần diễn rồi mà sao chưa trang điểm? Chị, cái mặt còn lợt nhát à. Ủa? Mặt gì chưa đủ đậm hả? Chưa. Chị lượt nhát à. Nhìn coi. Lượt lắm. Như sáng mới cũng vậy à. Thôi hai bài bất hường đi bà. Tụi bay lưỡi mất hồn nha, coi chừng tao nha. Tao mới vô đoàn làm, có gì từ từ nói, đừng có ăn hiếp người ta. Ủa, em có nói gì đâu cục cưng. Thôi em đi thay đồ trước nha. Trời ơi, biết vậy mà nãy kêu ông Bình vô sớm cho bà đi. Nữa. Tính chỉ vậy đó chứ không có ác ý gì đâu. Chị đừng có lo. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Tình cảm của anh em rất là trân trọng. Nhưng mà không thể đến được với nhau đâu. Em sắp lấy chồng rồi, nếu không đừng có thôi không nữa. Con mẹ điên. Nó điên, nó khùng gì vậy? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nói chuyện gì mà tào lao vậy? Tưởng tượng hả mẹ? Anh Bình vô kiếm em hả? Bà điên đó bà. Không ai kiếm mẹ hết trơn á. Quên, anh ơi, lúc ra chợ nhớ ghé mua giùm em mấy đồ cạo râu nha, lông chân mọc hơi dài. Trời đất ơi, con gái con lứa à. Mua về cũng chia cho má chứ đâu. Tao có đậy trong kia kìa. Coi kìa, coi kìa. Ủa, chuyện gì hai em? Ông Bình đồ ha. Để ý đồ ha. Đúng rồi, đi vô ha. Cái hạt đá mất đồ heo quá. Bây giờ cảm ơn anh đồ. Ủa, hai đứa nói gì chị không hiểu gì hết á. Không hiểu kìa. Ủa tao nói gì? Cái bà mệt quá. Ý tụi em á là anh Bình để ý chị rồi đó. Má, nhỏ đây nhiều chuyện nè má. Trời đất coi, bớt nhiều chuyện đi nghe không. Mà nè, mà nói với hai con nghe nè, chắc má phải gửi hai con mỗi đứa một chút vốn quá à. Ủa? Chi vậy má? Thì đi làm sao? Không, tụi con đi liền, tụi con đi làm liền, tụi con làm liền. Làm liền, làm liền. Cái con nhỏ này thiệt có nhiều chuyện dễ sợ luôn á. Riết chơi với nó mày mang tiếng như sợ. Cả mày nữa đó. Trời ơi, cũng có nhiều chuyện đâu. Riết tao chịu đời mày không nổi rồi đó. Ê, đúng đâu đâu. Chết rồi má ơi. Tao vừa.